Bà cố nấu gì vậy? Cố nấu chi đâu đó. Chi vậy bà cố? Mới đi ngày mất tịch. Bà nấu chi đâu đó ăn gần đây mấy. Ngày gì vậy bà cố? Ngày vô đang giết nửa gạch nhau không? Chuyện đó là vậy nè. Ngày xưa ở làng Ngưu Gia có một chàng trai trăn trâu hiền lành và tốt bụng, tên là Ngưu Lan, còn chức nữ là nàng tiên dịch mang ngũ sắc, con gái của Vương Mẫu Nương Nương và Ngọc Hoàng Đại Đế. Và một lần dạo chơi tắm suối dưới trần gian cùng các tiên nữ khác, chức nữ tình cờ gặp Ngưu Lan và cả hai đã phải lòng nhau. Họ đã yêu, kết hôn và sống hạnh phúc với nhau rồi sinh ra hai người con, một trai và một gái. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì Ngọc Hoàng và Vương Mẫu Nương Nương biết chuyện, không cho phép tiên nữ lấy người trần. Vương Mẫu bắt chức nữ về trời chia cắt đôi vợ chồng. Ngưu Lan và hai đứa con buồn khổ, nhưng mà may mắn thay là được bò thần trợ giúp bay lên thiên đình để gặp vợ. Thấy vậy, Vương Mẫu Nương Nương liền vạch ra một vết cắt ngang trời gọi là Giải Ngân Hà để ngăn cách đôi uyên ương khiến họ không thể đoàn tụ. Chứng kiến sự việc, đàn chim ô thước đã nguyện lấy thân mình kết thành chiếc cầu để cả hai đến được với nhau. Sao nữa tôi cố? Rồi câu chuyện tiếp theo là